Tập 34. Bồ Tát, trước đây con dạy con gái của con rất nhiều những suy nghĩ không nên có. Con đã hại con bé, con đã sai rồi. Bây giờ con hy vọng Bồ Tát có thể phù hộ cho con gái của con gãi chân có thể trở về. Chỉ cần một nhà chúng con có thể bình an ở bên nhau là tốt rồi. Con không cầu gì khác. Con không cầu gì khác hết. Tạ ơn Bồ Tát. Vĩnh Ân, người một nhà các em cứ nói chuyện với nhau. Anh không vào nữa. Được. Đi thôi. Đi nào. Dì tiểu thư về rồi. Dì tiểu thư về rồi. Con gái, cuối cùng con cũng về rồi. Nói cho mẹ biết con đã đi đâu, con đã làm những chuyện gì, con có khỏe không, có chịu ấm ức gì hay không. Con gái, sao con không nói gì hết với mẹ? Mẹ nói con cũng không nghe hay sao? Đừng khóc, đừng khóc nữa mà. Con gái, con gọi một tiếng mẹ đi. Con gọi một tiếng đi con. Con gái, con mắng mẹ, con đánh mẹ cũng được, nhưng mà con đừng không để ý đến mẹ mà. Con không để ý tới mẹ, con làm cho mẹ khó chịu hơn là cái chết nữa. Con nói gì đi. Tại sao con không nói gì hết vậy? Tại sao con bé không nói gì hết vậy? Con đã tìm thấy Ngải Giang ở một quán ăn ngoài ngoài ô phía đông. Đoạn thời gian này em ấy đã chịu không ít cực khổ. Em ấy vẫn luôn dùng đôi tay của mình để nuôi sống bản thân. Là tại mẹ. Là nghiệp mẹ đã gây ra. Nếu như mẹ cố gắng hơn thì cô gái của mẹ cũng sẽ không phải chịu tội như thế này. Mẹ biết người phụ nữ giống như mẹ không xứng làm mẹ, cũng không xứng làm vợ. Nếu không thì con gái của mẹ sẽ không bị người ta khinh bỉ. Là lỗi tại mẹ. Mẹ không nên khuyên con theo đuổi danh lợi để con theo mẹ chịu khổ. Con gái, mẹ có lỗi với con. Mẹ có lỗi với con. Con gái, con đánh mẹ đi. Con đánh mẹ đi. Mẹ. Mẹ. Con gọi rồi, con nói được rồi. Con gái, con nói đi. Con cho rằng chỉ cần con làm thứ phu nhân của nhà giàu thì cuộc đời này có thể ngẩng đầu làm người, yên ổn sống nốt cuộc đời còn lại của mình. Nhưng mà đoạn thời gian ở bên ngoài con mới hiểu được, những gì trước đây con luôn theo đuổi chỉ là ảo ảnh mà thôi. Không có cái gì là thật hết.
Con gái, con gái. Thụy Vân, Thụy Vân, Thụy Vân à, mau đứng dậy đi, mau đứng dậy, đứng dậy đi. Ngải Văn à, con vốn là con gái của chúng ta mà. Đây vẫn luôn là nhà của con. Con phải nhớ lấy, sau này nhất định đừng bao giờ đi mà không nói lời tạm biệt. Thời gian con bỏ đi, làm cho cha mẹ lo lắng cho con biết mấy. Con có biết hay không? Cha, con xin lỗi cha. Là con không tốt, con không nghe theo lời khuyên của cha. Nếu không thì cũng không đến mức sai một bước là sai tất cả như vậy, rơi vào kết cục như ngày hôm nay. Con gái, chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi con. Đây mãi mãi là nhà của con. Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Chị ơi, lão gia, tình cảm và sự cảm ơn trong bao nhiêu năm nay, thật sự không biết nên nói gì với chị. Chị sắp gả cho người ta rồi, em muốn bù đắp tình cảm chị em 20 năm này, sợ rằng khó càng thêm khó. Đứa em ngốc này, tuy rằng chị sắp lấy chồng rồi, nhưng mà chị vẫn là con gái của nhà họ Kim, là chị gái ruột của em. Đúng vậy, đúng vậy Ngải Văn. Con không chỉ là em gái ruột của Vĩnh Ân, hơn nữa còn là chị ruột của Duy Giao. Chúng ta giống là người một nhà mà. Thụy Vân có đúng hay không? Vĩnh Ân, dì và cha của con đã bàn bạc rồi. Tuy rằng Duy Giao là con gái út của Út Cầm, thì cũng là con gái của ta. Đưa con bé về đây để dì nuôi lớn trưởng thành. Đây cũng là một cơ hội để dì bù đắp những thiệt thòi của các con, có được không? Cảm ơn mẹ hai, cảm ơn mẹ hai. Mẹ, cảm ơn mẹ. Chị à, chị của em đâu rồi? Chị em hôm nay có việc, bảo chị đến đón em. Đi, chúng ta lên xe nha. Hôm nay đi học có vui không? Dạ vui. Đi thôi. Đi, mấy người làm gì vậy? Chị Thu Hương, Duy Giao, Duy Giao. Chị Thu Hương à, Duy Giao, chị Thu Hương. Cha của em muốn em đưa Duy Giao về nhà, anh thấy sao? Ý của em thế nào chứ? Em còn chưa đồng ý nữa. Em cũng muốn bàn bạc trước với anh. Em cứ quyết định là được. Có phải trong lòng của anh không muốn em chuyển về hay không? Đương nhiên rồi. Lần đầu tiên anh buông tay, tốn bao nhiêu thời gian mới tìm được em về? Anh đương nhiên là lo lắng. Nếu như trái tim của em không ở bên anh, thì cho dù anh trói buộc em ở bên người, thì trái tim của em cũng cách anh cả ngàn núi sông. Nhưng mà nếu như trái tim của em nằm bên anh, thì chúng ta cho dù có xa cách thế nào, thì em vẫn mãi là của anh thôi. Sao tự nhiên anh lại trở nên nhỏ nhen như vậy chứ? Cho dù anh yêu em thế nào đi nữa, anh cũng không nên tước bỏ quyền được có những mối quan hệ gia đình của em. Ngốc quá. Thiếu gia, thiếu gia, không hay rồi, cô Duy Giao bị người ta bắt đi rồi. Cái gì? Duy Giao bị ai bắt đi vậy? Tôi không biết, tôi vừa đi ra khỏi trường học, đột nhiên có hai người bắt cô Duy Giao đi. Tôi đuổi theo rất lâu mà không kịp. Vĩnh Ân, người đâu? Người đâu? Tiểu thư, tiểu thư à, mau đi tìm Duy Giao đi, nhanh lên, rõ. Duy Giao, mau đi tìm Duy Giao. Vĩnh Ân, em đừng lo lắng, anh nhất định tìm được Duy Giao, chăm sóc tốt cho Vĩnh Ân. Tiểu thư, cô không sao chứ?
Tôi không sao đâu, tôi phải đi tìm tiểu thư cô Vĩnh Ân. Duy Giao, em quyết định không được xảy ra chuyện gì. Nếu không thì chị biết ăn nói thế nào với mẹ trên trời đây. Duy Giao, Duy Giao, em lên xe đi. Em muốn gặp Duy Giao không? Anh biết em ấy ở đâu. Là anh bắt cóc em ấy hay sao? Anh không bắt em ấy, anh chỉ là đón em ấy về nhà, muốn chăm sóc em ấy thật tốt. Em có muốn gặp em ấy hay không? Vậy thì lên xe đi. Em đến phòng của em xem trước đi. Duy Giao, Duy Giao, Vĩnh Ân, em xem này, tất cả những đồ trong phòng này đều là làm theo sở thích của em và thói quen của em nữa. Nếu như em thấy còn thiếu gì, em cứ nói cho anh biết. Anh có thể nói với thợ, họ có thể sửa lại hết. Tất cả mọi thứ ở đây, anh muốn làm gì đây? Có gì đâu, chỉ là chào mừng em trở về làm nữ chủ nhân của căn phòng này thôi. Nữ chủ nhân hả? Anh giỡn trò gì với tôi? Duy Giao, em ấy đang ở đâu? Bây giờ Duy Giao đang ở cùng với má Dư. Má Dư chăm sóc tốt lắm, em không cần phải lo. Má Dư, Duy Giao đã có chị ruột là tôi chăm sóc. Anh dựa vào đâu mà để cho má Dư chăm con bé? Còn nữa, sao lại có tư cách quyết định chuyện của Duy Giao chứ? Em quên rồi hay sao? Anh cũng là anh của Duy Giao mà. Tình cảm giữa anh và con bé tuyệt đối không thua gì em đâu. Duy Giao là em gái ruột của tôi. Bây giờ anh họ Lý, anh đuổi cùng giết tận người nhà của Duy Giao, làm cho người nhà Duy Giao phân tán khắp nơi. Lý Đình Hiên, anh còn mặt mũi nói chuyện tình cảm với Duy Giao? Em qua đây ngồi đi. Anh làm gì vậy? Nào ngồi xuống. Anh nói cho em nghe, người anh muốn đối phó là Đường Đình Lượng, không phải Duy Giao. Anh đưa con bé về chỉ là muốn bù đắp lại tình cảm với anh và con bé thôi. Đương nhiên, người quan trọng nhất vẫn là em. Anh ép buộc Duy Giao về đây là muốn bù đắp tình cảm với hai người hay sao? Còn nữa, giữa anh và tôi không có bất kỳ liên quan gì hết. Anh không cần phí công đi bù đắp đâu. Điều bây giờ anh cần làm là mau chóng giao Duy Giao ra đây. Xin lỗi em, anh không làm được. Đường Lý Đường Nhiên, trước đây Duy Giao vẫn luôn rất kính trọng người anh cả là anh. Bây giờ anh đã hủy hoại tất cả mọi thứ của Đường gia. Anh đã có được tất cả những điều anh muốn rồi. Tại sao anh lại không buông tha cho một đứa trẻ chứ? Rốt cuộc trái tim của anh làm từ gì vậy? Rốt cuộc anh có chút tình cảm nào hay không vậy? Nhưng mà ai nói với em, anh đã có được tất cả những thứ anh muốn chứ? Điều gì là điều anh muốn, em có biết hay không? Em có biết điều gì là quan trọng nhất đối với anh hay không? Em có biết hay không? Tôi không có hứng thú với chuyện này, tôi không muốn biết. Anh muốn em biết. Em nghe nói, anh chưa từng có được những thứ anh muốn. Tất cả những gì em thấy hôm nay đều là những thứ anh nên có. Nếu như năm đó không có anh thì Đường gia sẽ không có ngày hôm nay. Vậy nên bây giờ anh không phải là có được mà anh đang giành lấy được. Nhưng đối với anh mà nói, điều quan trọng nhất, điều anh muốn có nhất, đó là em. Đường Đình Hiên, anh có thôi đi hay không hả? Là lời tôi nói chưa đủ rõ ràng với anh sao? Tại sao anh cứ không buông tha cho tôi? Anh có từng tôn trọng tôi hay không? Hơn nữa, nếu như thực sự như lời anh nói, tôi quan trọng với anh như vậy, vì lời của tôi nói không có chút ý nghĩa gì với anh sao? Vậy thì em có từng tôn trọng anh hay không? Hôm đó em đến giận anh, em có từng hỏi anh có đồng ý hay không? Khi em đến nhà họ Đường để tiếp cận anh, em có từng hỏi anh rằng anh có thích hay không chưa? Khi em làm cho anh biết thế nào là yêu, em có từng hỏi anh rằng anh có muốn biết hay không bao giờ chưa? Vĩnh Ân, anh xin em đi. Em ở lại cùng với anh được không? Anh sẽ cố gắng thay đổi bản thân cho giống Lai Phúc.
Không thể nào, tôi không thể ở bên cạnh một người điên cuồng như vậy được. Anh nghe cho kỹ đi, tôi là vợ sắp cưới của Thẩm Kỳ Tuấn, sau này anh đừng đến làm phiền tôi. Hai người chỉ mới là đính hôn thôi, em có thể hủy bỏ mà. Đường Đình Hiên, anh có thể nói ra những lời như vậy thật sao? Anh nghĩ rằng tất cả mọi người đều giống như anh sao? Xem hôn nhân thành công cụ, vũ khí, là đồ để giao dịch. Vĩnh Ân, thật ra anh đón Duy Giao về chỉ là bước đầu thôi. Anh xin em nghe anh nói, sau này anh còn có thể cứu Đình Lượng ra ngoài, sau đó gọi mẹ anh, Ngải Văn về hết. Anh sẽ đổi Lý Gia thành Đường Gia, chỉ cần em ở bên cạnh anh là được. Anh điên rồi hay sao Đường Đình Hiên? Anh đúng là một tên điên mà. Anh cho rằng anh làm như vậy thì tôi có thể xem như chưa từng có chuyện gì? Anh cho rằng anh làm như vậy Đường Gia có thể quay lại như trước đây hay sao? Cha của anh đâu? Mẹ của tôi thì sao? Bọn họ đều đáng chết hết hay sao? Cho dù họ không chết thì Đường Gia cũng không thể quay lại những ngày tháng tốt đẹp trước kia. Cho dù tất cả mọi người quay lại đi nữa thì anh cũng không thể trở thành Lai Phúc. Anh không biết Lai Phúc đã từng làm gì cho em, anh cũng không biết Thẩm Kỳ Tuấn đó đã làm gì cho em. Nhưng mà em chưa nhìn thẳng vào anh. Anh vì em, anh có thể không cần gì hết, có thể từ bỏ tất cả. Nhưng mà em lại đối xử vô tình với anh như vậy, cứ một mực khẳng định anh là người xấu. Em cũng giống như họ hay sao? Thích thì đi vào thế giới của anh, không thích thì dứt anh sang một bên. Tại sao vậy? Tôi nói cho anh biết là tại sao. Anh lợi dụng Duy Giao để lừa gạt tình cảm của tôi. Anh lợi dụng Nghi Lam để báo thù Đường Gia. Anh coi thường bản thân của mình. Nhưng mà Lai Phúc không như vậy. Lai Phúc hiểu thế nào là thỏa mãn, hiểu thế nào là cảm ơn. Kỳ Tú cũng không làm những chuyện xấu xa như anh. Bây giờ anh mau chóng thả Duy Giao ra cho tôi. Chắc anh hiểu rất rõ phong cách làm gì của Thẩm Kỳ Tuấn. Thẩm Kỳ Tuấn, anh ta có thể làm gì anh? Dẫn binh đến bắt anh hay sao? Được, anh có thể lập tức làm cho Duy Giao chết. Anh nói cho em biết, em từng thấy anh đối phó với người nhà họ Đường như thế nào rồi. Lý Đường Hiên anh là người nói được làm được. Xem ra lời tôi nói không sai. Anh hãy xem lại bản thân của mình đi. Người điên cuồng này mới là Lý Đường Hiên. Nhưng mà tôi cảnh cáo anh, nếu như anh dám làm hại Duy Giao, đời đời kiếp kiếp, mãi mãi sau này tôi cũng không tha thứ cho anh đâu. Trên thế gian này không có thứ gì mà Lý Đường Hiên anh không có được. Em nhớ lấy cho anh, em đừng có làm loạn, nếu không thì anh cũng sẽ đảm bảo với em. Đời đời kiếp kiếp, cho đến mãi sau này em cũng không gặp được Duy Giao đâu. Trên thế gian này không có thứ gì mà Lý Đường Hiên anh không có được. Tốt nhất em hãy quay lại bên cạnh anh. Nếu như em muốn nhanh thì đừng để cho anh đợi quá lâu. Sự kiên nhẫn của anh có giới hạn thôi. Ông trời ơi, rốt cuộc mình nên làm thế nào đây? Không được, mình không được Duy Giao. Với tính cách của Lý Đường Nhi, nếu như mình không nghe lời của anh ta, hành động lỗ mãng, thì nhất định anh ta sẽ không tha cho Duy Giao. Có ai có thể nói cho tôi biết tôi nên làm thế nào không? Rốt cuộc tôi phải làm sao? Rốt cuộc tôi phải làm sao đi? Má Trương, cô Vĩnh Ân đâu? Cô Vĩnh Ân đi tìm Duy Giao rồi. Vĩnh Ân, Vĩnh Ân à, không tìm thấy Duy Giao đúng hay không? Người em ướt hết rồi, mau vào đi, mau vào đi em. Sao vậy?
Em đang lo lắng cho Duy Giao đúng hay không? Em yên tâm đi, anh đã cho tất cả người đi tìm Duy Giao rồi. Anh cũng rất muốn biết là ai đã to gan dám động vào người của phủ đốc quân. Nếu như để anh bắt được thì tuyệt đối không tha cho hắn đâu. Đừng mà. Sao vậy? Không cần phải rầm rộ như vậy đâu. Em đã tìm được Duy Giao. Em tìm được em ấy rồi sao? Vậy sao em không đưa em ấy về nhà? Bây giờ em ấy đang ở chỗ Má Dư. Hơn nữa Má Dư cũng chăm sóc cho em ấy rất tốt. Cho nên em không đưa em ấy về đây. Nhưng mà Thu Hương nói em ấy bị bắt đi mà. Em ấy là bị bắt đi. Nhưng mà giữa đường được Má Dư cứu ra. Kẻ bắt cóc chưa thành công, nhất định sẽ có hành động khác. Phủ đệ của anh quá dễ quan sát, định ở trong tối tả ngoài sáng rất khó phòng. Em sợ là Duy Giao sẽ gặp nguy hiểm, vậy nên đã giao em ấy cho Má Dư đưa về quê nuôi dưỡng rồi. Như vậy, hơn nữa Duy Giao cũng là do má một tay nuôi dưỡng, sẽ không có sao đâu. Vậy được rồi, nếu như em lo lắng thì cứ làm theo ý của mình đi. Đợi sau khi anh bắt được hết đám người đó, rồi chúng ta sẽ đón Duy Giao về. Nào, để anh chải tóc cho em nha. Khung cảnh này có lẽ sẽ chỉ là hồi ức. Sao vậy em? Có phải là anh không biết chải hay không? Làm cho em đau rồi. Ngày mai em sẽ về ở nhà cha. Em không nỡ. Không có gì là không nỡ hết. Em cứ yên tâm về làm đại tiểu thư Kim gia của em. Chúng ta là chia xa trong vui vẻ mà, mong chờ trong ngọt ngào, có phải sao? Ngày em về Kim gia rồi, con đường chúng ta đi tràn đầy sóng gió. Chưa từng ra ngoài chơi đùa được một ngày nào hết. Vậy nên ngày mai trước khi em về, anh có thể cùng em đi chơi một ngày được không? Đương nhiên được rồi. Ngày mai anh sẽ cùng em đi chơi một ngày, sau đó đưa em về đến Kim gia. Vĩnh Ân kỳ vọng vào buổi đi chơi ngày mai. Mình nhất định phải giành được một bất ngờ cho cô ấy, để cô ấy vui vẻ chơi hết một ngày. Cô Vĩnh Ân, cô đã chuẩn bị xong chưa? Thiếu gia chuyển lời rằng cậu ấy đang đợi cô ở ngoài cổng đó. Được rồi, tôi biết. Cô ơi, mời lên xe. Tôi có gọi xe đâu. Kỳ Tuấn, anh làm gì vậy? Vĩnh Ân à, cuộc đời này anh chưa từng làm chuyện gì làm cho em cảm động hoặc nhớ mong. Hôm nay em lên xe của anh đi, anh đưa em đi. Kỳ Tuấn à, Vĩnh Ân, anh là một người đàn ông, có thể làm chút việc chân tay cho người phụ nữ mình yêu là chuyện khiến cho anh vui nhất. Lên xe đi em. Đi thôi. Đi thôi nào. Thế nào, anh làm kéo xe có xứng chức hay không? Sau này anh làm chồng của em sẽ xứng với chức vụ hơn đó. Còn nữa, anh nhớ ra rồi, khi anh 6 tuổi, khi cha của anh đưa anh đến nhà của em, khi đó em mới sinh ra. Nhìn thấy em, anh đã cực kỳ thích em. Nhìn thấy mấy cô hầu kia bế em, ôm em, làm cho anh cũng muốn bế em. Khó khăn lắm người lớn mới đồng ý. Vậy là anh ôm em đi khắp nơi, chơi đùa khắp nơi, giống như bây giờ vậy. Khi đó duyên phận chúng ta đã được định sẵn. Cũng vì như vậy, cha anh và cha của em đã quyết định về hôn ước từ nhỏ của chúng ta. Năm đó là anh không tốt, anh không trân trọng, làm chúng ta phải đi một đường vòng lớn. Từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ buông tay của em đâu Vĩnh Ân. Không bao giờ anh buông tay em. Có nặng không? Không nặng. Vĩnh Ân à,
Em mãi mãi là gánh nặng ngọt ngào nhất của cuộc đời anh. Anh sẽ không bao giờ buông tay. Anh sẽ đưa em đi thế này, cho đến chân trời gốc bể, cho đến khi sông cạn đá mòn. Anh sẽ dành cho em một gia đình hạnh phúc yên ổn. Sẽ không để cho em phải rơi nước mắt nữa. Sẽ không để cho em phải lưu lạc. Còn nữa, chúng ta sẽ có hai đứa con. Còn phải giống như em mới được. Một con trai và một con gái phải giống em mới được. Con trai kiên cường giống em, con gái xinh đẹp dịu dàng cũng giống em. Dừng xe đi. Vĩnh Ân à, sao vậy? Là anh kéo xe không tốt, em ngồi không thoải mái hay sao? Chỉ là em đang nghĩ Kim Vĩnh Ân em có tài đức gì chứ mà được người đàn ông tốt như anh đối xử như vậy. Người ta nói mệnh quá tốt sẽ bị người khác ghen tị. Anh đã đối xử tốt với em lắm rồi. Em không cần anh phải làm những chuyện này cho em. Cô gái ngốc nghếch này, anh mới làm chút chuyện cho em thôi thì em đã cảm động như vậy rồi sao? Còn có nữa đấy. Anh đưa em đến nơi này trước nha. Đợi một chút. Vĩnh Ân, nào, từ từ thôi. Anh nói em nghe, ở đây có một cái tên rất là hay, tên là cầu hạnh phúc. Nghe nói nếu ước hẹn ở đây thì điều ước sẽ trở thành sự thật. Còn có rất nhiều người đều ước hẹn tình yêu ở đây đó. Bọn họ đều hy vọng tình yêu của mình có thể đem qua kết quả, có thể có một nhân duyên tốt. Vậy nên cái cầu này còn có tên khác là cầu tình yêu. Vĩnh Ân à, chúng ta cùng nhau hẹn ước đi, có được không? Kim Vĩnh Ân, anh yêu em. Đời này kiếp này chỉ cưới em làm vợ mà thôi. Vĩnh Ân à, đến được em rồi. Em ước đi. Trên thế gian này không có thứ gì mà Lý Đình Hiên anh không có được. Tốt nhất em phải trở về bên anh. Nhưng mà em phải nhanh lên, đừng để cho anh chờ lâu quá. Sự kiên nhẫn của anh có giới hạn thôi. Kỳ Tuấn à, em không thể gả cho anh được. Vĩnh Ân à, em sao vậy? Em đừng có nói linh tinh. Hồ điều ước này linh nghiệm lắm đó. Em đừng đùa, em không đùa. Em nói là em không thể gả cho anh được. Em không thể gả cho anh. Tại sao vậy? Không phải chúng ta đã nói đợi cha của anh về chúng ta sẽ kết hôn sao? Bởi vì em không yêu anh. Không thể nào. Vĩnh Ân à, không thể nào, anh không tin. Em nói cho anh nghe đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Em nói là em không yêu anh nữa, chỉ vậy thôi, không có tại sao hết. Vĩnh Ân, Vĩnh Ân à, Vĩnh Ân, Vĩnh Ân, buông em ra. Anh không tin, anh không tin một người có thể thay đổi cho anh như vậy. Hôm qua còn hẹn đo hẹn miễn, hôm nay em đã thay đổi rồi. Em nói cho anh biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đi. Có phải là em có nỗi khổ gì trong lòng không? Em không có nỗi khổ gì hết. Không phải vừa rồi em đã nói cho anh sao? Em không yêu anh nữa. Em vẫn luôn cho rằng em đã quên đi Lai Phúc. Nhưng mà thật ra Lai Phúc vẫn luôn trong tim của em, chưa từng rời khỏi. Em xin lỗi anh. Em đã phụ tình cảm và sự tin tưởng của anh với em. Xin lỗi. Không thể nào. Anh không tin. Nhất định là em đang lừa anh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì đi. Kỳ Tuấn à, tất cả những điều anh đối tốt với em đều ghi nhớ trong lòng. Nhưng mà thật sự không thể gả cho anh được. Xin lỗi anh. Có lẽ kiếp này chúng ta có duyên, nhưng mà không có phận với nhau. Em quên rồi hay sao? Bà A Kỳ đã nói kiếp này chúng ta định sẽ ở bên nhau mà, là có duyên phận. Những lời đó em đã lừa anh đấy. Anh lại tin hay sao? Không có chuyện đó đâu. Anh không tin. Bây giờ em đang lừa anh đúng hay không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Em nói cho anh biết đi. Có phải là có người uy hiếp em, hay là có người khống chế em? Thẩm Kỳ Tuấn, anh đừng tự cho mình là thông minh. Không có ai khống chế, không có ai uy hiếp em hết. Là em không yêu anh nữa thôi. Anh có hiểu chưa? Bắt đầu từ bây giờ, anh đừng đến tìm em nữa. Chúng ta kết thúc tại đây đi. Vĩnh Ân, Vĩnh Ân à, em nghe nói đi Vĩnh Ân. Thẩm Kỳ Tuấn, anh đừng có như vậy nữa được không? Em xin anh hãy giữ phong độ quân tử của anh. Anh cứ đeo bám như vậy thì có khác gì đường định riêng đâu.
Kỳ Tuấn, em xin anh hãy giữ hình tượng tốt đẹp nhất của mình cho đến cuối cùng. Sao lại như vậy chứ? Mấy ngày nay không có tin tức gì của Vĩnh Ân hết. Lẽ nào cô ấy thật sự không muốn? Lẽ nào cô ấy thật sự bỏ mặc sự sống chết của Duy Giao? Không thể nào. Nếu như cô ấy thật sự không đồng ý với mình thì mình có thể ra tay với Duy Giao hay không? Anh cả, anh cả ơi, Duy Giao, không thể nào, không thể nào, mình không ra tay được. Đại thiếu gia, cô Kim tới rồi. Vĩnh Ân, em đến rồi. Duy Giao đâu? Tôi muốn gặp em ấy. Trước khi em đồng ý với anh không để cho em gặp em ấy đâu. Được, vậy thì anh cũng phải cho tôi nghe giọng của em ấy để tôi biết bây giờ em ấy vẫn an toàn chứ. Không vấn đề gì, chuyện này thì được. Em qua đây, ngồi xuống. Em ngồi xuống đi. Anh gọi điện thoại cho em ấy. Má Từ, giúp tôi gọi Duy Giao qua. Duy Giao, Duy Giao à, là em sao? Chị à, em có khỏe không? Chị ơi, em không sao đâu, nhưng mà em không muốn ở đây nữa. Em muốn sống với chị cơ. Chị sẽ qua đón em về nhà ngay. Chị Duy Giao à, em phải ngoan nha, anh đã gọi cho em sao? Duy Giao, em nghe thấy rồi chứ? Em ấy vẫn ổn mà. Bây giờ em an tâm chưa? Duy Giao vẫn là một đứa trẻ nhỏ, sao lại ngăn cản chị em chúng tôi gặp nhau? Cho dù anh có muốn tôi trở lại bên cạnh anh thì anh cũng phải cho Duy Giao nói chuyện với tôi. Vĩnh Ân à, chỉ cần hai chúng ta kết hôn, trở thành vợ chồng chính thức, anh nhất định sẽ đón Duy Giao về. Đến lúc đó chị em có thể gặp lại nhau. Lý Đình Hiên, anh dùng thủ đoạn đê tiện như vậy để ép tôi về bên cạnh của anh. Anh chỉ có được người của tôi thôi, không được trái tim của tôi đâu. Anh thấy như vậy có ý nghĩa gì sao? Không sao hết. Chỉ cần có được con người của em, anh có lòng tin anh sẽ giành lại được trái tim của em. Anh cho rằng tình cảm giống như chuyện làm ăn sao? Anh cho rằng khi cố gắng là có thể hoàn thành sao? Còn nữa, anh không thấy có lỗi với Nghi Lam sao? Anh có thể có được cơ hội xoay chuyển tình thế hoàn toàn dựa vào Nghi Lam. Anh không chỉ không đối tốt với cha con cô ấy, là còn ra tay độc ác. Sao anh có thể làm như vậy được? Em cứ yên tâm đi. Sau khi chúng ta kết hôn, anh sẽ đối xử với họ tốt hơn nữa. Anh sẽ đem thân phận Lý phu nhân giữ lại cho Nghi Lam. Còn về em, anh không thể cho em danh phận, nhưng mà anh sẽ dùng tất cả các cách để bù đắp cho em. Đến cả anh tôi còn không quan tâm nữa, sao lại quan tâm danh phận? Đời này kiếp này trong lòng của tôi chỉ có một người thôi. Có điều anh có được chỉ là cái vỏ bên ngoài. Không sao hết. Chỉ cần anh có được con người của em, anh nhất định sẽ có cách làm cho em hoàn toàn quên đi. Quên đi Thẩm Kỳ Tuấn đó. Không thể nào. Không thể nào là Vĩnh Ân được. Không thể nào. Cô ấy không thể nào thay đổi nhanh như vậy được. Không thể nào. Nhất định có lý do nào đó mà cô ấy không thể mở lời. Nhất định có. Rốt cuộc là lý do gì đây? Mình nhất định phải hỏi cho rõ. Mình nhất định phải hỏi cho rõ cô ấy. Bây giờ nghĩ lại,
đó mẹ thật sự quá quan đường. Đúng vậy, chúng ta vẫn luôn đợi chị Vĩnh Ân một bộ váy cưới. Vậy nên con muốn bay tận tay từng buổi đem tất cả lời xin lỗi cũng như lời chúc phúc bay lên bộ váy cưới này, để cho chị ấy thật xinh đẹp trong ngày cưới. Khi đó mẹ đối xử rất quá đáng với Vĩnh Ân. Con nghĩ xem, hôm nay con có thể về nhà cũng là nhờ Vĩnh Ân ân đức không tính toán chi ly. Nhưng mà những lời này trước mặt của Vĩnh Ân, mẹ không nói nổi một câu. Mẹ, bây giờ người nhà chúng ta ở bên nhau, ngày tháng sau này vẫn còn dài lắm. Con tin rằng nếu như Vĩnh Ân đã đưa con về thì chị ấy của con hy vọng nhìn mẹ cứ tự trách bản thân như vậy. Mẹ nói xem con nói đúng không? Con gái của mẹ đã lớn thật rồi, thông minh hơn mẹ nhiều. Nửa đời người mẹ đúng là sống vô ích. Mẹ, phu nhân à, cậu Thẩm Kỳ Tuấn đến đây. Được, tôi biết rồi. Cháu đến đây tìm Vĩnh Ân. Không phải con bé ở nhà cháu hay sao? Có về đây đâu? Cô ấy không về sao? Không có. Cô ấy không ở Thẩm gia. Cô ấy không về đây, vậy cô ấy đi đâu đây? Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Không hiểu tại sao Vĩnh Ân đột nhiên nó muốn quỷ hôn với con. Quỷ? Sao vậy chứ? Mau cho người đi tìm. Mau cho người đi tìm đi. Mau đi tìm đi. Rốt cuộc Vĩnh Ân đi đâu vậy? Quái đột nhiên đưa ra yêu cầu này. Nhất định là có ẩn tình gì trong đó. Nhất định là có. Ngày mai em phải về nhà rồi. Con đường chúng ta đi tràn đầy sóng gió. Chưa có một ngày nào được chơi vui vẻ hết. Vậy nên trước khi em về nhà, anh có thể cùng em đi chơi một ngày được không? Không cần phải làm náo động như vậy đâu. Em đã tìm được Duy Giao rồi. Em tìm được em ấy rồi sao? Sao mà em không đưa em ấy về đây? Bây giờ em ấy đang ở chỗ má Từ. Hơn nữa má Từ chăm sóc cho em ấy rất tốt, cho nên em không đưa em ấy về đây. Khi đó mình đã thấy chị đang rất kỳ lạ rồi. Nhất định có liên quan đến người bắt cóc Duy Giao. Là ai bắt cóc Duy Giao chứ? Hóa ra là em ở đây sao? Anh đi tìm em khắp nơi đấy. Em đang nhìn gì vậy? Ngắm cá hay sao? Cá có gì hay để ngắm? Góc độ anh nhìn mọi việc không bao giờ giống với tôi. Chúng ta mãi mãi là người của hai thế giới khác nhau. Vậy nên anh không thể nào hiểu tôi được. Đâu có gì đâu. Góc độ có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào mà. Hơn nữa hai thế giới rồi cũng sẽ có ngày dung hòa vào làm một. Trên thế gian này không có chuyện gì không thay đổi được. Vĩnh Ân à, chỉ cần em tiếp xúc với anh càng lâu thì em sẽ thấy được càng nhiều ưu điểm của anh hơn. Em sẽ ngày càng thích anh. Nước là thứ ôn hòa nhất. Đến nước cũng có thể bẻ cong bóng người dưới nước. Hơn nữa giữa anh và tôi còn cách nhau cả ngàn sông núi. Vậy nên anh không cần mong chờ gì đó đâu. Em đừng sợ. Vì yêu có thể giống như một cơn gió, có thể đi xuyên qua cả ngàn sông núi. Yêu cũng có thể giống như nước, có thể xuyên qua đá. Trên thế gian này không có chuyện gì mà tình yêu không thể hóa giải được hết. Anh hiểu tình yêu như vậy, tại sao anh không dùng tình yêu để hóa giải ân oán tình thù giữa anh và Đường Gia?
Tại sao anh vẫn khống chế Duy Giao để ép tôi? Tại sao anh cứ phải đem tình yêu tốt đẹp trở thành thù hận như vậy hả? Anh có thể vững vàng đi thực hiện mơ ước của anh. Anh cũng có thể mở rộng tay xây dựng vương triều Lý thị của anh. Nhưng mà đừng có mơ giành được một chút tình yêu nào từ tôi. Anh đừng mơ điều đó. Đâu có gì đâu, vì thời gian có thể thay đổi tất cả. Lý Đường Hiên anh cũng có thể thay đổi tất cả. Đại thiếu gia, Thẩm Kỳ Tuấn đến rồi. Anh cầm súng làm gì? Em hiểu mà. Vĩnh Ân, hôm nay là một ngày đẹp đấy. Cuối cùng anh cũng đợi được cơ hội này rồi. Để em nói rõ với Thẩm Kỳ Tuấn, để cho hắn hết hy vọng. Vĩnh Ân, đừng qua đây. Vĩnh Ân, anh biết em ở đây mà. Anh không tin em là kiểu người không chịu trách nhiệm với tình cảm. Em đừng lo lắng, có anh ở đây. Em đi theo anh đi, đừng qua đây.